Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em thân mến, chúng ta tụ họp nơi đây để cùng toàn thể giáo hội khai mạc tuần tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua, tức là cuộc thương khó và phục sinh của Đức Kitô, để chuẩn bị tuần thánh. Trong suốt mùa chay, chúng ta đã cầu nguyện, thống hối, chia sẻ tình thương và cơm áo cho nhau. Chủ nhật lễ lá hôm nay là ngày kỷ niệm đấng cứu thế vào thành thánh Jerusalem để hoàn tất mầu nhiệm vượt qua, đem lại cho loài người ơn cứu độ. Chúng ta hãy đem cả niềm tin mà hăng hái bước theo Người. Xin Người ban ơn để chúng ta thông phần đau khổ Người đã chịu trên thập giá, hầu được chia sẻ vinh quang phục sinh và sự sống của Người. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thánh hiến những cành lá này để chúng con cầm mà hoan nghênh Đức Giêsu là vua chúng con. Xin ban cho mọi người chúng con đây là tín hữu được theo Người vào thành thánh Jerusalem vĩnh cửu, Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu dẫn đầu các môn đệ đi lên thành Jerusalem. Khi đến làng Bethphage và làng Betania bên triền núi gọi là núi cây Ô-liu, Ngài sai hai môn đệ và bảo: các anh đi vào làng trước mặt kia, tới nơi sẽ thấy một con lừa con chưa ai cưỡi bao giờ đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và dắt nó về đây. Nếu có ai hỏi tại sao các anh cởi lừa người ta ra, thì cứ nói là thầy có việc cần dùng. Hai môn đệ ấy ra đi và thấy y như người đã nói. Các ông đang cởi dây lừa thì mấy người chủ hỏi: tại sao các ông lại cởi lừa người ta ra? Hai ông đáp: thầy có việc cần dùng. Các ông dắt lừa về cho Đức Giêsu, rồi trải áo choàng của mình lên lưng nó và giúp người cưỡi lên. Người tới đâu, dân chúng cũng trải áo lót đường cho người đi. Khi người đến gần thành, chỗ dốc núi cây Ô Lưu, tất cả đoàn môn đệ bỗng hứng khởi ca tụng Thiên Chúa vì các phép lạ họ đã được thấy. Họ cất tiếng tung hô: chúc tụng Đức Vua, đấng ngự đến nhân danh Chúa, bình an trên trời cao, vinh quang trên các tầng trời. Trong đám đông, có vài người thuộc nhóm Pha-ri-sêu nói với Đức Giêsu: thầy dạy môn đệ thầy đi chứ? Người đáp: tôi bảo thật các ông, họ mà làm thinh thì sỏi đá sẽ reo hò. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong cái Chúa đi vào thành Jerusalem, dân chúng cất tiếng tung hô: chúc tụng Đức Vua, đấng ngự đến nhân danh Chúa, bình an trên trời cao, vinh quang trên các tầng trời. Đó thực là cái tâm tình mà giờ đây chúng ta
cũng tung hô Chúa. Điều đó thật là chính đáng, bởi vì nếu chúng ta không tung hô thì chính sỏi đá cũng sẽ tung hô Chúa. Xin cho chúng ta có tâm tình chúc tụng Chúa, tin vào Chúa, tin vào bình an mà Chúa mang lại, tin vào vinh quang và quyền năng của Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn cho đấng cứu chuộc nhân loại phải sống kiếp phàm nhân và chịu khổ hình thập giá để nêu gương khiêm nhường cho thiên hạ noi theo. Xin cho chúng con biết đón nhận bài học người để lại trong cuộc thương khó và được thông phần vinh quang phục sinh với người. Người là Thiên Chúa hằng sông và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng, người đánh thức tôi, người thức tỉnh tai tôi để nghe lời người giáo huấn. Thiên Chúa đã mở tai tôi, và tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu. Tôi đã không che giấu mặt mũi, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi nên tôi không phải hổ thẹn, nên tôi trơ mặt chai như đá. Tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. Đó là lời Chúa. Ôi Thiên Chúa, sao Ngài đã ước hò không?
Trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe. Chúa Giêsu Kitô tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ phải dành cho được ngang hàng với Thiên Chúa. Trái lại, Người hủy bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người. Với cách thức bề ngoài như một người phàm, Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời, dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa, để Thiên Chúa Cha được vinh quang. Đó là lời Chúa. Thank you.
Bài thương khó Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta theo Thánh Luca. Đến giờ Chúa Giêsu vào bàn ăn với 12 tông đồ và bảo các ông: Thầy đã tha thiết ước ao ăn lễ vượt qua này với các con trước khi chịu khổ nạn. Thầy bảo các con, thầy sẽ chẳng bao giờ ăn lễ này nữa cho đến khi lễ này được thực hiện trong nước Thiên Chúa. Rồi người cầm chén tạ ơn và phán: các con hãy lãnh nhận chén này mà chia cho nhau. Thầy bảo cho các con biết, thầy sẽ không uống thứ nho này nữa cho đến khi nước Thiên Chúa đến. Đoạn người cầm bánh và tạ ơn, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: này là mình ta hiến ban vì các con, các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén mà phán: chén này là tân ước trong máu ta sẽ đổ ra vì các con. Và lại này, tay kẻ nộp ta đang ở gần ta, ngay trên bàn này. Đành rằng con người sẽ ra đi như đã được ấn định, nhưng vô phúc cho kẻ nộp người. Bấy giờ các ông bắt đầu hỏi nhau xem ai trong nhóm họ là kẻ làm điều đó. Giữa các ông cũng xảy ra một cuộc tranh giành xem ai trong họ được coi là cao trọng hơn hết. Nhưng người bảo: vua chúa các dân ngoại thì thống trị dân, và những kẻ có quyền hành trên dân thì bắt dân gọi mình là ân nhân. Phần các con thì không như thế. Vì ai cao trọng hơn các con thì hãy trở thành như người nhỏ nhất, và kẻ làm đầu hãy trở thành như người hầu bàn. Vì người ngồi ăn và kẻ hầu hạ ai trọng hơn? Nào chẳng phải là người ngồi ăn ư? Thế mà thầy ở giữa các con như người hầu hạ. Còn các con đã kiên trì với thầy trong các cơn gian nan của thầy, và thầy xếp đặt nước trời cho các con như cha thầy đã xếp đặt cho thầy, để các con sẽ được ăn uống đồng bàn trong nước thầy và được ngồi trên tòa xét xử 12 chi tộc Israel. Rồi Chúa nói: Simon, Simon, này ma quỷ đã đòi sàng các con như sàng gạo, nhưng ta đã cầu nguyện để con khỏi mất đức tin. Và phần con, khi đã trở lại, con hãy làm cho anh em con vững tin. Ông thưa người: lạy thầy, con sẵn sàng theo thầy, dù vào tù hay đi chịu chết. Nhưng người đáp: Phêrô, thầy bảo cho con biết, hôm nay khi gà chưa gáy, con đã chối rằng không biết thầy. Và người bảo các ông: khi thầy sai các con đi, không mang theo túi tiền, không bị, không giày dép, nào các con có thiếu thốn sự gì không? Các ông thưa: không thiếu gì cả. Vậy người nói: nhưng bây giờ ai có túi tiền hãy cầm lấy, ai có bị cũng hãy làm như vậy, và ai không có gươm thì hãy bán áo choàng mình mà mua lấy gươm. Vì thầy bảo các con hay, còn điều này chép về thầy cũng cần phải được ứng nghiệm. Người đã bị liệt vào số những kẻ gian ác, vì mọi điều đã chép về thầy phải được hoàn tất. Các ông thưa người: thưa thầy, này có hai thanh gươm đây. Và người bảo: đủ rồi. Đoạn
người ra đi lên núi cây ô liu như thường lệ. Các môn đệ cũng đi theo người. Đến nơi, người bảo các ông: các con hãy cầu nguyện để khỏi xa trước cám dỗ. Rồi người đi xa các ông một quãng bằng ném một hòn đá và quỳ gối cầu nguyện rằng: lạy cha, nếu cha muốn, xin cha cất chén này xa con, nhưng xin đừng theo ý con muốn, một theo ý cha. Bấy giờ có thiên thần từ trời hiện ra an ủi người, và lâm cơn hấp hối, người cầu nguyện thiết tha hơn, và mồ hôi người chảy ra như những giọt máu rơi xuống đất. Cầu nguyện xong, người đứng dậy, trở lại chỗ các môn đệ, và thấy các ông còn đang ngủ vì buồn sầu. Người liền bảo: các con ngủ ư? Hãy dậy và cầu nguyện, kẻo xa trước cám dỗ. Người còn đang nói, thì này đây một lũ đông, và một người trong nhóm 12 là Giuđa dẫn đầu. Hắn lại gần Chúa Giêsu để hôn người. Chúa Giêsu bảo hắn: Giuđa, ngươi lấy cái hôn để nộp con người ư? Thấy các sự sắp xảy ra, những kẻ đứng chung quanh người liền hỏi: thưa thầy, chúng con có nên dùng gươm mà chém không? Và một người trong các ông chém tên đầy tớ thầy tượng tế đứt tay phải. Nhưng Chúa Giêsu lên tiếng bảo: thôi, đủ rồi. Và người sờ vào tay người đầy tớ ấy mà chữa cho y lành lại. Rồi Chúa Giêsu bảo các kẻ đến bắt người, gồm các thượng tế, trưởng vệ binh đền thờ và kỳ lão rằng: các ngươi cầm gươm gáo, gươm giáo, gậy gộc đi bắt ta như bắt tên cướp ư? Hằng ngày ta ngồi trong đền thờ giữa các ngươi mà các ngươi không bắt ta. Nhưng đây là giờ của các ngươi và của quyền lực tối tăm. Chúng liền bắt người và điều tới nhà thầy thượng tế. Còn Phêrô đi theo xa xa. Họ đốt lửa ngay giữa sân và ngồi vòng quanh. Phêrô cũng ngồi lẫn với họ. Một đứa đầy tớ gái thấy ông ngồi gần lửa thì nhìn kỹ ông và bảo: cả ông này cũng theo hắn. Nhưng ông chối và nói: này chị, tôi đâu quen biết người ấy. Một lát sau, có người khác nhìn ông và nói: chính ông cũng là người trong bọn đó. Nhưng Phêrô đáp: này anh, đâu có phải tôi. Chừng một giờ sau, một người khác lại quả quyết rằng: đúng, ông này cũng theo người ấy, vì ông ta cũng là người xứ Galilea. Phêrô đáp: này anh, tôi không biết anh muốn nói gì. Khi ông còn đang nói, thì lập tức gà liền gáy. Chúa Giêsu quay lại nhìn Phêrô. Bấy giờ Phêrô mới sực nhớ lời Chúa đã bảo ông trước: khi gà gáy, con đã chối thầy 3 lần. Phêrô liền ra ngoài và khóc lóc thảm thiết. Những kẻ canh giữ người nhạo cười và đánh đập người. Chúng che mặt người vả mặt mà hỏi người rằng: hãy đoán xem ai đánh người đó. Và chúng còn thốt ra nhiều lời khác nhục mạ người. Vừa sáng ngày, các kỳ lão trong dân, các thượng tế và các luật sĩ hội lại và cho điệu người ra trước công nghị mà nói: nếu ông là Đấng Kitô, hãy nói cho chúng tôi hay. Người trả lời: tôi có nói, các ông cũng chẳng tin tôi. Và nếu tôi có hỏi, các ông cũng chẳng trả lời và cũng chẳng tha tôi. Nhưng từ giờ đây, con người sẽ ngự bên hữu Thiên Chúa toàn năng. Mọi người đều hỏi lại: vậy ông có là con Thiên Chúa ư? Người đáp: các ông nói đúng, ta là con Thiên Chúa. Bấy giờ họ nói: chúng ta còn cần chứng cớ chi nữa, vì chính chúng ta cũng nghe y nói. Đoàn tất cả bọn họ đứng dậy và giải người đến Phi-la-tô. Họ bắt đầu tố cáo người rằng: chúng tôi đã thấy người này xúi dục dân nổi loạn, ngăn cản nộp thuế cho Cê-sa-rê, và còn tự xưng là Ki-tô vua.
Phi-la-tô bảo các thượng tế và đám đông rằng: Ta không thấy người này có tội gì. Nhưng họ cố nài rằng: Người này đã dặn làm náo động dân chúng, giảng dạy khắp xứ Judea, bắt đầu từ Galilea đến đây. Phi-la-tô vừa nghe nói đến Galilea, liền hỏi cho biết có phải đương sự là người xứ Galilea không. Và khi đã biết người thuộc thẩm quyền Herode, quan liền sai giải người cho Herode cũng có mặt tại Jerusalem trong những ngày ấy. Herode thấy Chúa Giêsu thì mừng rỡ lắm, vì từ lâu ông ao ước thấy người, bởi đã nghe nói về người rất nhiều và hy vọng xem người làm một vài phép lạ. Nhà vua hỏi người rất nhiều lời, nhưng người không đáp gì hết. Trong khi ấy, các thượng tế và luật sĩ ở đó tố cáo người dữ dội, còn Herode cùng các quan lính thì khinh rẻ và nhạo báng người, đoạn khoác cho người một cái áo choàng trắng và gửi trả người cho Phi-la-tô. Chính ngày đó, Herode và Phi-la-tô trở thành bạn hữu, vì trước kia họ là thù địch với nhau. Bấy giờ, Phi-la-tô triệu tập các thượng tế, các thủ lãnh và dân chúng lại, rồi bảo họ: Các ngươi đã nộp cho ta người này như một kẻ xúi dục dân làm loạn. Nhưng đây ta đã tra xét trước mặt các ngươi, và ta không thấy người này phạm tội nào trong những tội các ngươi tố cáo. Cả vua Herode cũng thấy như vậy, vì ta đã cử các ngươi đến nhà vua, và nhà vua cũng không thấy có chi đáng tội chết cả. Vậy ta sẽ cho sửa phạt rồi tha đi. Mỗi dịp lễ, quan tổng trấn phải phóng thích cho họ một người tù. Vậy toàn dân đồng thanh kêu lên: Hãy giết người này và tha Ba-ra-ba cho chúng tôi. Tên này vì giấy loạn trong thành và giết người nên đã bị tống ngục. Nhưng Phi-la-tô muốn tha Chúa Giê-xu nên lại nói với dân chúng. Nhưng chúng càng la to hơn và nói: Hãy đóng đinh nó, hãy đóng đinh nó vào thập giá. Lần thứ ba, quan lại nói với dân chúng: Người này đã làm gì xấu, ta không thấy nơi ông ấy có lý do để lên án tử hình. Vậy ta sẽ trừng phạt rồi tha đi. Chúng lại la lớn tiếng, nhất định đòi đóng đinh người vào thập giá, và tiếng la hét của chúng càng dữ dội hơn. Phi-la-tô liền tuyên án theo lời chúng yêu cầu. Vậy quan phóng thích tên đã bị cầm tù vì giấy loạn và giết người là kẻ mà chúng đã xin tha, còn Chúa Giê-xu thì quan trao phó để mặc ý chúng. Khi điều người đi, chúng bắt một người xứ Cyrene tên là Simon ở ngoài đồng về. Chúng bắt ông vác thập giá theo sau Chúa Giê-xu. Đám đông dân chúng theo người, có cả mấy người phụ nữ khóc thương người. Nhưng Chúa Giê-xu ngoảnh mặt lại bảo họ rằng: Hỡi con cái Jerusalem, đừng khóc thương ta, hãy khóc thương chính các ngươi và con cái các ngươi. Vì này, sắp đến ngày người ta sẽ than rằng: Phúc cho người son sẻ, phúc cho những lòng không sinh nở, những vú không nuôi con. Bấy giờ người ta sẽ lên tiếng với núi non rằng: Hãy đổ xuống đè chúng tôi, và nói với các gò nổng rằng: Hãy che lấp chúng tôi đi, vì nếu cây tươi còn bị xử như vậy thì gỗ cô sẽ ra sao. Cùng với người, chúng còn điều hai tên gian ác nữa đi xử tử. Khi đã đến nơi gọi là núi Sọ, chúng đóng đinh người vào thập giá cùng với hai tên trộm cướp, một đứa bên hữu và một đứa bên tả người. Bấy giờ Chúa Giê-xu than thở rằng: Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm. Rồi chúng rút thăm mà chia nhau áo người. Dân chúng đứng đó nhìn xem, và các thủ lãnh thì cười nhạo người mà rằng: Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là Đấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn.
Quân lính đều chế giễu người và đưa giấm cho người uống và nói: Nếu ông là vua dân Do Thái, ông hãy tự cứu mình đi. Phía trên đầu người có tấm bảng đề chữ Hy Lạp, Latin và Do Thái như sau: Người này là vua dân Do Thái. Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục người rằng: Nếu ông là Đấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa. Đối lại, tên kia mắng nó rằng: Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm. Còn ông này, ông có làm gì xấu đâu. Và anh ta thưa Chúa Giê-xu rằng: Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi. Chúa Giê-xu đáp: Quả thật, ta bảo ngươi, ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta. Lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu, tối tăm liền bao trùm cả mặt đất cho đến giờ thứ chín. Mặt trời trở nên u ám, màn trong đền thờ xé ra làm đôi ngay chính giữa. Lúc đó Chúa Giê-xu kêu lớn tiếng rằng: Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha. Nói đoạn, người trút hơi thở. Thấy sự việc xảy ra, viên sĩ quan ca tụng Thiên Chúa rằng: Ông này quả thật là người công chính. Và tất cả dân chúng có mặt thấy cảnh tượng đó và chứng kiến những sự việc xảy ra liền đấm ngực. Đứng xa xa có những kẻ quen biết người và mấy phụ nữ đi theo người từ xứ Galilea, họ cũng chứng kiến. Tuy nhiên, có một công nghị viên tên là Giuse, người tốt lành và công chính. Ông này đã không đồng ý với mưu toan và hành động của các công nghị viên khác. Ông quê ở thành Arimathea trong xứ Judea. Chính ông cũng trông đợi nước Chúa. Ông đến gặp Phi-la-tô và xin xác Chúa Giê-xu. Đoạn ông hạ xác người xuống, liệm trong khăn và táng trong mồ đã đục sẵn, nơi chưa táng xác ai. Hôm đó là ngày chuẩn bị và sắp bước sang ngày Sa-bát. Trong khi đó, những người phụ nữ đã đi với người từ xứ Galilea cũng theo đến xem mồ và xác người được táng như thế nào. Rồi các bà về sửa soạn thuốc thơm và dầu thơm. Nhưng trong ngày Sa-bát, các bà nghỉ theo đúng luật. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, bài trình thuật dài mà chúng ta vừa nghe dẫn chúng ta vào cuộc thương khó của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã chịu đau khổ, đã chịu chết để cứu chúng ta. Tuy nhiên chúng ta phải nhớ điều này: tự thân đau khổ cái chết và thập giá không mang lại ơn cứu độ. Không mang lại ơn cứu độ. Điều mang lại ơn cứu độ chính là tình yêu. Chỉ có tình yêu mới mang lại ơn cứu độ. Chỉ có tình yêu mới khiến thập giá có giá trị cứu độ. Thật vậy,
không có tình yêu thì đau khổ chỉ là gánh nặng. Không có tình yêu, thập giá chỉ là hình phạt. Vâng, chính tình yêu của Thiên Chúa mới khiến đau khổ có giá trị cứu chuộc, mới khiến cho thập giá của Chúa Giêsu trổ sinh hoa trái cứu độ. Cho nên trong suốt tuần này chúng ta sẽ tham dự nhiều cái nghi lễ, tưởng niệm nhiều cái biến cố trong cái cuộc khổ nạn của Chúa. Cái điều quan trọng là chúng ta phải nhận ra qua những cái biến cố đó, qua những cái khổ đau mà Chúa Giêsu đã chịu, phía sau là tình yêu, cái nền tảng là tình yêu của Thiên Chúa. Trước hết, trong cái chết thập giá của Chúa Giêsu, cái chết đó làm hiển lộ tình yêu của Thiên Chúa Cha đối với nhân loại. Như Gioan chương 3 câu 16 đã viết, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Thiên Chúa Cha muốn cứu nhân loại, ban cái người Con một yêu dấu nhất, và cái người Con đó đã chết trên thập giá để cứu chúng ta. Đó là tình yêu của Thiên Chúa Cha đối với con người. Và Chúa Giêsu đã chấp nhận thập giá. Tại sao? Trước hết vì yêu mến Chúa Cha, Ngài tuân phục thánh ý Chúa Cha. Dẫu rằng mang bản tính con người, Ngài cũng sợ đau khổ, cũng sợ chết. Ngài đã nói, lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa Con. Tuy vậy, xin đừng theo ý Con mà là ý Cha. Điều thứ hai, cái chết thập giá của Chúa Giêsu là bằng chứng hùng hồn nhất về tình yêu của Chúa Giêsu dành cho nhân loại. Ngài đã nói trong Gioan chương 15, không có tình yêu nào cao cả hơn tình thương của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Không có tình thương nào lớn hơn tình thương của Người hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Chúa Giêsu yêu thương hết mọi người, không trừ ai. Cả những người chống đối Chúa, đóng đinh Chúa, cũng Ngài cũng yêu thương, Ngài cũng coi họ là bạn hữu. Và Chúa Giêsu đã hy sinh tính mạng vì cả họ nữa, chứ không phải chỉ là những ai yêu mến Ngài. Vâng, chính tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu của Thiên Chúa Cha, tình yêu của Chúa Giêsu và có thể nói của ba ngôi đã đóng ấn lên thập giá. Chính tình yêu đó khiến cho cây thập giá có cái giá trị cứu độ, và từ đó thập giá trở thành biểu tượng của tình yêu. Chính nơi tình yêu mới mang lại ý nghĩa cho đau khổ. Chính tình yêu mới làm thập giá trổ sinh hoa trái. Thế nên trong tuần thánh này, với nhiều nghi thức trang trọng, Hội Thánh mời gọi chúng ta tham dự vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu với tâm tình yêu mến. Tâm tình yêu mến. Đừng tham dự với cái thái độ hững hờ của những kẻ bàng quang, bằng cái nhìn lạnh lùng của những kẻ ngoài cuộc. Nếu chỉ tham dự như thế, chúng ta sẽ thấy mất thời giờ, chúng ta sẽ thấy sốt ruột, chúng ta sẽ thấy chán. Trái lại, Hội Thánh mời gọi chúng ta hãy tham dự bằng một trái tim để cảm nhận được cái tình yêu của Thiên Chúa, của Chúa Giêsu. Tình yêu của Ngài khi Ngài lập bí tích thánh thể để ở với con người. Tình yêu của Chúa Giêsu
khi Chúa Giêsu cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, tình yêu của Chúa Giêsu khi Chúa Giêsu hấp hối trong vườn dầu, khi Ngài vác thập giá ngã dập dụi trên đường, cũng như những cái lời sau chót Ngài nói trên thập giá. Cần lý giải, suy niệm, nhìn tất cả những cái sự thượng kiện đau thương đó bằng tình yêu. Chỉ với cái nhìn của tình yêu, với con tim của tình yêu, thì chúng ta mới có thể cảm nghiệm được sâu xa ý nghĩa của mầu nhiệm thập giá. Có cảm nghiệm được ý nghĩa của mầu nhiệm thập giá, chúng ta mới thấy thập giá là quý, là cao trọng biết là chừng nào. Chúng ta mới cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Chúng ta mới nhận ra những cái chối từ, những cái bất trung, những cái phản bội, những cái tội lỗi của chúng ta như những ngọn roi quất vào thân thể Chúa, như những cái mũi đinh đóng vào chân tay của Người. Qua đó, chúng ta mới nhận ra được cái lòng thương xót bao dung tha thứ của Thiên Chúa, để rồi biết khóc lóc ăn năn vì tội lỗi của mình, như Phêrô đã làm khi nhận ra tội đã chối Chúa. Có cảm nghiệm được ý nghĩa của mầu nhiệm thập giá, chúng ta mới vui lòng đón nhận thập giá của chính mình để liên kết với những đau khổ của Đức Kitô trong tình yêu và sẵn sàng bước theo Ngài. Như lời thư Thánh Phêrô mời gọi, được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang Người tỏ hiện, anh em cùng được vui mừng hoan hỷ. Có cảm nghiệm được ý nghĩa và mầu nhiệm thập giá thì chúng ta mới cảm thông với thập giá của những người khác mà không chất thêm gánh nặng thập giá trên vai họ. Ngược lại, sẵn sàng chịu đau khổ vì họ như tâm tình của Thánh Phaolô. Giờ đây, tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Xin cho chúng ta trong những cái ngày thánh này là cái ngày tràn đầy ân sủng của Chúa, cho chúng ta được cảm nhận, được cảm nếm tình yêu, thương xót vô biên của Chúa, để chúng ta biết đáp trả tình yêu đó cho cân xứng. Amen. Anh chị em thân mến, hôm nay bước vào tuần thánh, Hội Thánh mời gọi các Kitô hữu. Xin lỗi. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi Thiên Sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, Người quan phong Siô Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời thánh kinh,
Người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, hôm nay bước vào tuần thánh, hội thánh mời gọi các Kitô hữu bước theo Chúa Giêsu trên đường thập giá để được phục sinh với người trong cuộc sống mới. Chúng ta hãy tha thiết nguyện xin. Xin Chúa ngâm lời Phật dẫn mà không có Chúa thì chỉ là khúc gỗ vô hồn. Xin cho những người đau khổ và tập túng những tù đầy đang chán trường tuyệt vọng biết nhìn lên Phật dẫn Chúa Kitô để tìm lấy nguồn hy vọng và được thủy an trong lúc cố cùng. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Tuần thánh là thời gian quan trọng nhất trong năm phục vụ. Xin cho mỗi người chúng ta biết dâng lên Chúa những hy sinh hãm mình chay tịnh và tham dự các cử hành phục vụ thật sốt sắng để cùng đồng hành chia sẻ nỗi đau thân xác và tinh thần với Chúa trên con đường. Xin Chúa nhậm lời. Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương mà Chúa đã tự nguyện đón nhận cái chết trên thập giá để cho chúng con được sống dồi dào. Xin Chúa cho chúng con luôn sống xứng đáng với tình thương cao cả ấy. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Sản phẩm bởi cây nho và công lao của con người, xin dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con.
Lạy Chúa, chúng con đang hết lòng tan toàn thiêu Chúa công nhận tình. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Thiên Chúa toàn năng, cúi xin Chúa nhớ lại cuộc khổ hình của Đức Kitô và cho chúng con được làm hòa cùng Chúa. Thật, chúng con chẳng làm gì nên công trạng, nhưng chúng con tin sẽ được Chúa mở lượng khoan hồng tha thứ nhờ hiến lễ độc nhất vô song của Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi, mọi lúc. Thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Người là đấng vô tội đã cam chịu khổ hình thay cho những người tội lỗi và bằng lòng chịu kết án bất công thay cho kẻ gian tà. Người đã chết để tẩy trừ tội lỗi và đã sống lại để thánh hóa chúng con. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Cha và vui mừng phân khởi tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy,
máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Và sự phục sinh của vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội Thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con, các Đức Giám Mục và các giáo sĩ khắp nơi. Xin Chúa nhận lời cầu của gia đình Chúa dâng lên Chúa để tạ ơn Chúa. Cảm ơn Đức Mẹ Thánh Giuse, xin ơn đi đường bình an, xin bình an cho gia đình và con cái, xin ơn chữa bệnh. Xin Chúa nhớ đến các tôi tớ Chúa là Gioan, Gioakim, Phêrô mới qua đời. Cho Phêrô, Phaolô, Francisco, Xavier, Maria, Giacobbe, Gioan, Lorenzo, Maria, Daming, Giuse, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các Thánh Tông Đồ và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các Ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng ở trên trời chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin mình vào máu Thánh Chúa Kitô gìn giữ con, cho con được sống muôn đời. Oh.
mang gánh cho đời. Con còn nhớ mãi, con còn nhớ mãi một chiều giăng mây, ôi một chiều buồn đau cô liêu. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, tại bàn tiệc thánh thể, Chúa cho chúng con được thỏa chí toại lòng. Nhờ con một Chúa chịu khổ hình thập giá, Chúa làm cho chúng con tin tưởng vững vàng sẽ được ơn cứu độ. Thì nhờ mầu nhiệm người đã phục sinh, xin cho chúng con đạt tới quê trời như lòng hằng mong ước. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.